Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSV. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp cho kênh này nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy hình học không gian lớp 12, chương 1 khối đại diện. Bài toán về khoảng cách, giải tự luận và giải trên máy tính Casio FX580VNX. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững cách tìm khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng nghiêng của tự diện có ba cạnh trung đỉnh đối một vuông góc với nhau. Bây giờ chúng ta vào sổ bài tập. Trước hết, thầy cũng nói qua tinh thần của bài tập. Đây là một bài giải trắc nghiệm. Tuy nhiên, thầy muốn dừng lại ở những điểm để các em khắc sâu bài này, vì bài này có những tính chất rất đặc biệt. Sau đó, trong quá trình thầy giảng xong thì các em làm lại. Trước hết, thầy đọc đề. Bài 1, cho hình tròn ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B. Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA bằng AB bằng BC bằng 1, AD bằng 2. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBD. Chúng ta có 4 đáp án. Trước hết, thầy sẽ vẽ hình. Trong hình chóp này có SA vuông góc với đáy SA bằng 1, có cạnh AB và BC cũng bằng 1, có cạnh AD bằng 2. Thì trong quá trình vẽ hình thang thì các em phải vẽ AD dài gấp 2 lần BC. Đáy là hình thang vuông thì có một tính chất rất đặc biệt. Tính chất này thầy nói thêm, nếu các em gọi một điểm nào đó là trung điểm của AD, chẳng hạn thầy gọi điểm như sau. Thầy đặt cái điểm này là điểm G. Thì các em để ý cho thầy, cái tứ giác ABCG này là một hình vuông. Và khi đó các em sẽ dễ dàng suy ra AC vuông góc với CD, bởi vì tam giác GBC là một cái tam giác vuông cân tại R, cho nên ta có AC là vuông góc với DC. Mà AC vuông góc với DC thì ta cũng có SC vuông góc với DC. Vậy nếu người ta nói tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC này, thì khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC chính là khoảng cách từ điểm A mà đến cạnh AC. Đây là điều thầy nói thêm đối với bài này. Bây giờ chúng ta trở lại bài toán. Trước hết, ta sẽ xác định cái khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SDB là đôi giai đoạn nào. Vẽ DB, muốn xác định khoảng cách từ A đến mặt nghiêng SBD thì các em phải dựng AM vuông góc với BD. Mà AM vuông góc với BD thì chúng ta cũng suy ra SM này cũng vuông góc với BD theo định lý ba đường vuông góc. Khi đó từ A các em dựng một đoạn thẳng vuông góc với SM, chẳng hạn là AK, thì AK chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Thầy soi hình để các em quan sát phần này. Chúng ta nhìn trên xuống thì chúng ta thấy đáy ABCD là một hình thang vuông tại A và B. Chúng ta dừng hình ở góc độ này để chúng ta dễ tính toán. Tuy nhiên, để tìm AK đối với bài toán này thì chúng ta cũng không cần phải dừng hình như vậy. Bởi vì sao như vậy? Vì ở lớp 11 có một bài toán là nếu cho một hình tròn tam giác S
ABD mà có ba cạnh SA, AD và AB đôi một vuông góc với nhau, thì khi đó khoảng cách từ A đến mặt nghiêng SBD này nó sẽ tính theo công thức như sau, tức là 1 trên AK bình bằng 1 trên AS bình cộng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Vậy đối với bài này thì chúng ta dùng công thức như vậy để chúng ta tính, chúng ta không đi xác định khoảng cách như vừa rồi thầy đã xác định cho các em, để giúp các em hiểu cách xác định khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Bây giờ thầy vào trình bày lời giải. Vì tứ diện SABD có ba cạnh SA, AB và AD đôi một vuông góc với nhau. Rồi H là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBD, tức là đổi dài đoạn AK này các em. Thì khi đó ta có 1 trên H bình bằng 1 trên AS bình cộng với 1 trên AB bình cộng với 1 trên AD bình. Bây giờ chúng ta sẽ thay AS bằng 1, AB bằng 1 như ở giả thiết bài toán, và AD bằng 2 thì chúng ta sẽ tính được. Suy ra 1 trên H bình bằng 1 trên 1 cộng 1 trên 1 cộng 1/4. Và kết quả của phép tính này là bằng 9/4. Từ đó mình suy ra H bình bằng 4/9 thì H sẽ bằng căn bậc 2 của 4/9, tức là bằng 2/3. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng máy tính để tính phần này cho nhanh như thế nào. Và các em cảm nhận được một điều này: nếu chúng ta tính bằng tự luận như vừa rồi thì các em sẽ thấy rằng cũng rất mất nhiều thời gian. Bây giờ các em xem thử so sánh một phép giải trên máy tính để tìm khoảng cách hạt này có nhanh hơn không. Đối với bài toán này, khi chúng ta đã biết được 1 trên H bình sẽ bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AS bình cộng 1 trên AD bình, thì chúng ta sẽ nhập như sau. Chúng ta để ở chế độ menu 1 và chúng ta bắt đầu nhập. Chúng ta coi H là x thì chúng ta sẽ nhập 1 trên x bình. Bằng thì các em nhập alpha, nhân vô can. 1 trên 1 thì chúng ta nhập là 1. Cộng tiếp 1 trên 1 là cộng với 1. Cộng tiếp 1 trên 2 bình là bằng 1/4. Đây là giải phương trình, cho nên các em sẽ nhấn shift số, tức là shift can. Chúng ta cho x một cái giá trị bằng 1 để máy tính tự động tính bằng tiếp. Và chúng ta thấy giá trị của x là 0,6666, tức là đây là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 6, và các em thấy đó chính là 2/3. Tuy nhiên thầy hướng dẫn các em chuyển cái số thập phân vô hạn tuần hoàn này có chu kỳ 6 sang phân số như sau. Các em trở lại menu 1, các em nhập 0, các em muốn nhập chu kỳ thì em nhấn vào alpha căn bậc 2, các em nhập số 6, nhấn bằng là kết quả 2/3. Như vậy qua bài tập hôm nay thì thầy được hướng dẫn các em cách phân tích một bài toán rất đặc biệt, mà những bài tập này các em cần phải luyện tập kỹ. Và đặc biệt các em thấy rằng là trong quá trình giải bài tập này thì các em phải biết so sánh với cách thực hiện máy tính, thì các em thấy thực hiện trên máy tính rất là nhanh, và kỹ năng này các em cần phải nắm vững. Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức CSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.